đồng bào, kính thưa các bạn Đức và quốc tế, đã từ lâu áo dài Việt Nam là biểu tượng của vẻ đẹp duyên dáng, dịu hiền của người phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh áo dài Việt Nam cũng đã để lại trong lòng bạn bè quốc tế những ấn tượng sâu sắc và đầy khâm phục. Những người Việt Nam cần cù chịu khó, yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng hy sinh cho chồng con, cho độc lập tự do của Tổ quốc. Ngày hôm nay, đông đảo chị em phụ nữ Việt Nam từ khắp nơi trên nước Đức đã về Berlin hội tụ để tham gia cuộc diễu hành áo dài vì hòa bình, để giới thiệu với bạn bè quốc tế vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, để thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình, yêu quê hương Tổ quốc Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, tàu Hải Dương 8 đã nhịp cùng với nhiều tàu hải dương của Trung Quốc đã vi phạm bãi tư chính, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đe dọa hòa bình an ninh trong khu vực, gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế. Liebe vietnamesische Frauen, liebe Väter, Onkel und Brüder, liebe deutsche und internationale Freunde. Seit langer Zeit ist das Asai Vietnams Symbol für die Schönheit und den Charme der vietnamesischen Frauen geworden und tiefgreifende Besorgnisse in der internationalen Gemeinschaft erregt. Nối tiếp các truyền thống của các nữ anh hùng dân tộc Việt Nam như bà Trưng, bà Triệu, những người phụ nữ chúng tôi đang sinh sống ở nước Đức mong muốn thông qua cuộc diễu hành áo dài vì hòa bình để thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình và phản đối những hành động vi phạm nêu trên. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm của mình tại vùng biển Việt Nam, rút ngay tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và đềm thuộc địa của Việt Nam. Ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn tất cả những chị em phụ nữ từ nhiều thành phố xa xôi, từ Ba Lan, từ Tiệp Khắc đã không ngại đường xa đã đến tham dự cuộc diễu hành áo dài vì hòa bình của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các anh em nam giới đã ủng hộ chị em phụ nữ chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn Đức và các bạn quốc tế đã đồng hành cùng với áo dài, ủng hộ chị em phụ nữ Việt Nam chúng tôi trong cuộc diễu hành áo dài vì hòa bình đầy ý nghĩa này. Ban tổ chức. In Fortsetzung der Tradition der Nationalheldinnen Vietnams, wie Ba Trưng und Ba Triệu, wollen wir vietnamesische Frauen, die im Ausland leben, durch die Demonstration Ao Dai für Frieden, unsere Liebe für Frieden und für unser Heimatland, sowie unseren Protest gegen die oben genannten Verstöße der chinesischen Behörden zum Ausdruck bringen. Nếu Trung Quốc phân chung sẽ đánh cho Lý Hải vô thi phá yên thế 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 yên cho nhà cầm quyền Trung Quốc phản đối việc tàu bè Trung Quốc đã xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Áo dài vì hòa bình, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam. Yêu cầu. Xin lỗi từ Lý Hải, tàu Hải Dương đi thứ 8 cùng cả tàu tổng của Trung Quốc đã tiến hành cả hoạt động thăm dò địa chất tại khu vực vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam. Những hành động này đã vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa đến hòa bình và an ninh trong khu vực, gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế.
Gemäß dem Seerechtsübereinkommen befindet sich dieses Gebiet in Hochheitsgewässer Vietnams. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, trong mấy ngày qua, mạng xã hội đã đăng tải rất nhiều những hình ảnh và tin tức về một cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt ở thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, với chủ đề Áo dài vì hòa bình. Trong cuộc biểu tình, chúng ta thấy rất nhiều những tà áo dài mang hình cờ đỏ sao vàng. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với nhà báo Phạm Mạnh Cường, là tổng biên tập của trang Tuổi Trẻ Online.de ở Berlin. Anh là một người đã theo dõi rất là kỹ cái quá trình từ lúc chuẩn bị cho tới lúc diễn ra cuộc biểu tình này. Xin chào anh Cường ạ. Xin chào anh và khán thính giả của đài Phố Bosa. Lâu lắm rồi mới có dịp nói chuyện lại với anh, gặp gỡ nhau. Trước hết thì anh có thể cho biết rằng là cái hội đoàn nào đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình này và với cái mục tiêu như thế nào thưa anh? Thưa anh là không phải là chỉ riêng một hội đoàn nào, mà sau khi có một cái ý tưởng về áo dài xuống đường để biểu tình, thì mọi người đã biết cái áo dài nó là một cái trang phục của chị em phụ nữ mà rất được ưa chuộng ở Việt Nam, và cũng có rất nhiều bạn bè thế giới coi đó là những cái sự mỏng manh, cái sự rất là đẹp quyến rũ. Thì người phụ nữ ở trong cái hòa bình cũng như là chiến tranh đều mang một cái vai trò rất là quan trọng trong xã hội Việt Nam, trong gia đình cũng như là ngoài xã hội. Thế thì cái tà áo dài đấy thì thường thường người ta chỉ mang đi để dự tiệc, rồi những nơi nào đẹp nhất ngày lễ ngày Tết. Nhưng cái ý tưởng mang cái áo dài xuống đường để biểu tình, để cho các bạn thế giới biết rằng người phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài không chỉ có lam lũ làm ăn và đứng sau các ông chồng, mà người ta có thể hy sinh những cái đẹp của mình khi mà Tổ quốc lâm nguy, họ mang cái đó xuống đường biểu tình và biểu hiện cái chất thép của người phụ nữ ở trong đó. Thế thì khi có những ý tưởng như thế thì rất nhiều các hội đoàn tham gia kêu gọi và rất nhiều các bà con ủng hộ. Thì chị Trịnh Thị Mùi là trưởng ban tổ chức cũng như là có người khởi xướng lên cái vấn đề đấy, để được rất nhiều các hội đoàn và các chị em đứng tham gia đây và thành lập cái ban tổ chức đó. Thì cũng có rất nhiều đại diện các hội đoàn tham gia, chứ không phải là tự hội đoàn nào đứng lên tổ chức cái đó cả. Thưa anh, như anh nói về cái ý tưởng là áo dài là cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên khi mà nói tới chuyện mà chống biểu tình chống Trung Quốc, phản đối Trung Quốc xâm lấn vào cái chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, lãnh hải của Việt Nam đó, thì người ta thường nghĩ tới những cái vấn đề, những cái sự phản đối nó phải mang tính mạnh mẽ, trực tiếp, như chúng ta thường thấy với những cái biểu ngữ và những lời hô rất là mạnh mẽ. Thì anh nghĩ sao về một cái hình ảnh tuy đẹp như là áo dài nhưng có thể nó sẽ không biểu tỏ được cái sự mạnh mẽ của ý chí thưa anh? Ở đây thì mình phải nói là Việt Nam là ngoại giao trên mọi bề mặt. Thì tôi nghĩ là cái áo dài ấy không phải là chỉ có hô khẩu hiệu như những các cái biểu tình khác mà tỏ rõ sức mạnh. Sau khi cuộc biểu tình mà diễn ra thành công tốt đẹp ấy, thì là ngay như giới báo chí Đức cũng viết những các cái bài báo rất là mạnh mẽ. Và tôi có thể trích dẫn được là một trong những đoạn đấy của Neues Deutschland, cũng là một tờ báo rất lớn. Tức là gần đây thì hầu như giới báo chí của Đức không hề viết bài và có một cái bài bình luận nào về vấn đề căng thẳng ở Biển Đông. Nhưng từ khi Việt Nam, chị em phụ nữ Việt Nam xuống đường làm cái cuộc biểu tình này thì người ta đã chú ý đến. Thì đây là một cái sức mạnh trong truyền thông, tôi nghĩ là như vậy. Chứ không cần phải cứ lúc nào cũng căng cứng hoặc là làm một cái động tác cứ phải hô khẩu hiệu. Tất nhiên chị em đi cũng hô khẩu hiệu,
Thế nhưng mà đây là một cái mô hình rất là mới mà làm cho những giới báo chí, giới truyền thông và các nhà chính trị ở tất cả những cái nước mà chúng ta kiều bào đang sinh sống, người ta phải suy nghĩ lại và thấy rằng cái này nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn. Thì lúc đó báo chí là động lại. Tôi rất vui mừng là báo RBB, đài truyền hình RBB và tất cả các báo chí của Đức bắt đầu động đến vấn đề này sau cái cuộc biểu tình của chị em phụ nữ. Đấy thì đấy cũng là những cái sức mạnh, chứ không phải là chúng ta chỉ có mang súng đạn và bom đạn hoặc là những cái gì ghê gớm. Đây là một cái thông điệp đến với các nhà ngoại giao ở các nước sở tại, mà đấu tranh bằng tất cả các hình thức và kể cả sức mạnh mềm như là các chị em phụ nữ vừa qua làm, tôi thấy là có một cái hiệu quả rất là cao. Như vậy là có thể nói là thay vì sử dụng những cái hình thức thông thường vẫn thấy trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, thì hình ảnh này các anh chị đã làm giống như là một cái hình ảnh lạ để tạo sự chú ý, và như theo anh nói là đã tạo được cái sự chú ý, tạo được cái ấn tượng đó đối với lại giới truyền thông. Tôi nghĩ là cái vấn đề đấy hoàn toàn đúng, và không những thế nó lan tỏa rất là mạnh, và tất cả các chị em phụ nữ ở Ba Lan, Tiệp Khắc và một số các nước châu Âu đều điện sang chúc mừng, và người ta muốn lan tỏa cái hình thức biểu tình như thế này bởi vì sẽ gây được ấn tượng rất là mạnh đối với bạn bè quốc tế, và nó mang một cái hình thức rất là nhân văn. Nhưng sự lan tỏa cái thông điệp rất lớn đối với giới báo chí và các nhà ngoại giao các nước sở tại mà bà kiều bào đang sống. Nhân đây thì anh chắc cũng cho mọi người biết thêm một chút xíu những cái thông tin đằng sau. Nếu mà xem qua cái hình ảnh ở trên mạng xã hội được đăng tải rất là nhiều trong mấy ngày hôm nay đó, thì người ta nhìn thấy đoàn biểu tình đi và hô khẩu hiệu và hát vân vân. Nhưng mà đằng sau đó thì không biết là anh có thể giải thích rõ là cuộc biểu tình đã được chuẩn bị như thế nào và lộ trình như thế nào và nó đã diễn ra như thế nào, thưa anh? Cuộc biểu tình để lại tổ chức một cái cuộc biểu tình như thế này thì rất nhiều công sức, như các anh đã biết. Không thiếu những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ xưa tới nay ở Đức và ở các nơi khác, cũng như ở Mỹ và các châu lục khác. Thì mỗi một cuộc biểu tình đều phải có được những cái sự chuẩn bị về cờ, mũ, áo, nhân lực, rồi là phải thông báo với tất cả những nhà chức trách để họ có thể đưa cho phép, thứ nhất là cho phép và cho phép đúng ngày, vì cũng có thể là các anh biết luật pháp ở đấy đăng ký, nhưng mà người ta nói là những cái ngày mà chúng ta đăng ký thì sẽ không được vì có những các cuộc biểu tình khác hoặc có những các hoạt động khác trong cái phạm vi mà chúng ta định biểu tình thì người ta không cho. Thế thì đến khi mà đăng ký được cái ngày đấy thì là cũng phải chờ và phải chớp lấy thời cơ và cơ hội để làm cho đúng ngày mới có hiệu quả cao. Và cái thứ hai nữa là cái sự chuẩn bị đằng sau thì là của rất nhiều những các cái cá nhân, những nhà hảo tâm đóng góp và lập nên một cái ban tổ chức như thế, thì mọi người đều bỏ sức người sức của, có người bỏ cả công ăn việc làm của tư nhân buôn bán để rất là tận tụy vào, nào là may, có những bác, có những chị may cả áo dài chỉ để mang đi biểu tình. Đấy. Còn có những người khác thì là tập trung cờ quạt, rồi là in ấn khẩu hiệu, rồi có những cái ban tổ chức đứng ra để viết những cái văn kiện, viết những cái khẩu hiệu nào mình hô. Nói chung là sự chuẩn bị trong một cái thời gian rất là gấp gáp mà để một cái cuộc biểu tình như thế, thì tôi thấy là với sự nỗ lực ghê gớm, bởi vì nếu như mà trong cái thời gian gấp như thế để một cuộc biểu tình lớn như thế thì nói chung là chúng ta thường thường phải cần nhiều cái thời gian hơn. Nhưng mà rất nỗ lực, là cũng rất là may mà các chị em phụ nữ tham gia rất là đông, bởi vì lấy áo dài làm trung tâm thì hầu như là các chị, các mẹ, các thanh thiếu niên nam nữ thì người ta cũng phải học tập, rồi là lo công việc của gia đình rất là nhiều. Đấy, vừa buôn bán,
vừa lo công việc của gia đình mà lại bỏ hết tất cả những công việc đấy, đi biểu tình và làm những công việc tổ chức như thế thì được gia đình, các ông chồng, các con cái cũng ủng hộ rất là ghê. Cho nên là để thành công cái việc như thế thì đứng đằng sau đấy là cả một cái cuộc vận động, đồng thời là bỏ sức người sức của ra để làm các ban bệ, rồi là họp hành, rồi tổ chức được rất là chu đáo. Tất nhiên trong những cả những cuộc biểu tình thì cuộc biểu tình nào cũng thế thôi, chỉ sau khi mà buổi tiệc xong thì người ta cũng muốn làm tốt hơn, bởi vì có những cái sơ sót rồi, hoặc là có những cái chưa thật thành công như là mong muốn. Nhưng mà về đại bộ phận ấy, thì tôi nghĩ là cái cuộc biểu tình là thành công và được rất nhiều các anh em bạn bè, rồi là các kiều bào ở các nước lân cận được là rất là hoan nghênh với một cái ý tưởng mới như thế. Khoảng có án chừng được là khoảng bao nhiêu người đã tham dự hay không thưa anh? Theo hai nguồn tin thì là có nguồn tin của báo chí thì nói là 600, nhưng trong khi mà tôi hỏi cảnh sát đi thì họ nói là 800 và có thể hơn. Vì rằng thực tế ra mọi người cứ nói là có máy đếm, công an có máy đếm, nhưng tôi nghĩ không phải đâu. Họ là họ có kinh nghiệm đi bảo vệ các đoàn biểu tình, cho nên họ có cách đếm riêng của họ, họ án chừng ở đấy. Thế nên là cái con số mà chúng tôi nhận được từ phía công an đấy thì là khoảng 800 người đã tham gia cuộc biểu tình. Và đa số là những người trong cộng đồng người Việt ở thành phố Berlin, hay là nó có từ những cái thành phố lân cận hay như thế nào nữa hay không thưa anh? Thưa anh là đại bộ phận là ở Berlin là chủ yếu là đông nhất, nhưng cũng có những cái các thành phố lân cận, rất nhiều người mang từ ví dụ như Schwerin, người ta tổ chức mang cả một đoàn xe bus mang người đến ở thành phố Rostock, và đặc biệt là các chị em ở bên Séc cũng sang, các chị em ở Ba Lan cũng sang, là rất nhiều những các cái vùng lân cận mà người ta có điều kiện và người ta thấy được cái cuộc biểu tình là có ý nghĩa, thì các chị em mang áo dài của mình đi từ Ba Lan, đi từ Tiệp Cát Sàng để tham gia cùng. Và cái hoạt động của đoàn biểu tình trên nó đã xảy ra như thế nào, bắt đầu từ ở địa điểm nào, tuần hành qua đâu, ngưng lại ở những cái chỗ nào, được biết là cũng ngưng lại ở cái chỗ trước đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin, vân vân, và nó như thế nào thưa anh? Anh cho biết cụ thể. Khi chúng tôi xin phép thì cũng được thông báo, tức là ở một cái địa điểm trung tâm, tức là gần quảng trường Alexanderplatz, tức là rất là trung tâm của Berlin, là khi tập trung là ở chỗ đó thì người ta gọi là Haus des Lehrers, có nghĩa là một cái địa danh rất là nổi tiếng ngày xưa của Đông Đức cũ. Thì cái tòa nhà đấy là nằm giữa trung tâm, mà bên kia đường của Alexanderplatz là cái nơi trung tâm, thì là cũng rất là dễ nhìn để bà con dễ tập trung và dễ nhìn thấy nhau, bởi vì có một sân rất là rộng. Từ đó chúng ta diễu hành một cái quãng đường hơn 1 km đến Đại sứ quán Trung Quốc. Trên đường đi thì là có hát những nối vòng tay lớn, rồi là dậy mà đi, rồi đứng lại hô khẩu hiệu suốt cả một quãng đường dài cho đến Đại sứ quán Trung Quốc. Và tại Đại sứ quán Trung Quốc thì là điểm dừng chân cuối cùng, và công an cũng đã đi chặn đường để cho đoàn biểu tình đi cho thành công. Và đến nơi họ cũng đã đặt những cái hàng rào mà chúng tôi chỉ được phép đứng trên một cái quãng đường người ta cho phép, ngay trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc, và đã căng biểu ngữ, rồi loa đài, các anh em cũng hát, rồi là hô những khẩu hiệu yêu cầu với nhà cầm quyền Trung Quốc phải tôn trọng tất cả những các cái quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, đề nghị kiên quyết đề nghị phía Trung Quốc rút giàn khoan HD8 ra khỏi vùng biển lãnh thổ của Việt Nam. Và đặc biệt lần này là có một cái, chúng tôi đặc biệt hơn tất cả những các cái cuộc biểu tình khác là biểu tình lần này có cả hô khẩu hiệu bằng tiếng Trung Quốc với nội dung như trên. Dạ, yeah, chúng tôi có thấy một cái biểu ngữ ghi vừa tiếng Trung Quốc vừa tiếng tiếng Việt, rõ về cái thông điệp của đoàn biểu tình. Không biết là đoàn biểu tình đã có dịp tiếp xúc trực tiếp với lại các nhân viên của tòa đại sứ Trung Quốc để mà cho họ biết cái một cách trực tiếp, và hoặc là đưa cho họ cái tình nguyện thư gì đó hay không thưa anh?
Thực ra tất cả các cuộc biểu tình thì là hầu hết là phía Trung Quốc, phía Đại sứ quán Trung Quốc là tránh đưa người ra trực tiếp đối chứng với đoàn biểu tình. Mà tất cả các cuộc biểu tình từ trước đến nay thì chúng tôi đều có những cái thỉnh nguyện thư đấy, yêu cầu thì, cũng nội dung như như trên, và chúng tôi đã đọc trước các đoàn biểu tình đấy, thì các cháu sinh viên đã đọc cái thỉnh nguyện thư trước cái Đại sứ quán Trung Quốc, đọc rất to bằng hai thứ tiếng, tiếng Đức và tiếng Việt. Sau đó thì ban tổ chức có cử người, tức là đưa vào phong bì thư và đưa vào thùng thư của Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Còn cái quan sát của anh đối với lại những người đi đường thấy một cái đoàn biểu tình 800 hoặc là 1.000 người như vậy thì nó như thế nào? Những người dân ở Berlin và những cái khách du lịch thì họ lúc đầu thì họ thấy rất là ngạc nhiên về một cuộc biểu tình như thế. Sau khi mà họ được phát những cái tờ rơi, những cái truyền đơn chúng tôi giải thì họ đi theo, và không thiếu người là xin cờ và đi vào đoàn biểu tình ở Việt Nam. Đặc biệt là trong những cái video clip đấy, các bạn cũng thấy, tức là cũng có những cái người bạn Đức đi theo, và họ, những cái khách du lịch thì họ tò mò, họ quay phim, live stream, và họ thấy rằng là một cái sự kiện rất là hiếm có, mà chị em phụ nữ rất là đông, mặc những áo dài rất là đẹp mà lại đi biểu tình như thế, thì là họ cho đây là một cái sự kiện rất là lạ. Thành ra là rất nhiều người theo dõi. Về phần âm thanh trong cuộc biểu tình thì chúng tôi ghi nhận bài hát Dậy Mà Đi liên tục được hát ở trong suốt cái con đường của mọi người đi trên trên đường phố. Và anh có nói rằng là hai bài hát là bài Dậy Mà Đi và bài Nối Vòng Tay Lớn được sử dụng trong cuộc biểu tình lần này. Có lẽ đây không phải là một cái việc ngẫu nhiên, mà ban tổ chức chắc hẳn là có cân nhắc tại sao sử dụng bài hát này. Anh có thể cho biết ý nghĩa? Hai cái bài hát đấy thì ban tổ chức chọn vì trong thời gian quá gấp, cho nên là chọn những cái bài hát mà rất là truyền thống ở rất nhiều nơi, mà nói lên được cái sự đoàn kết của người Việt ở nước ngoài, của dân tộc Việt Nam, mà cũng không căng cứng quá. Chúng tôi không hát những các cái bài mà nó có vẻ căng cứng. Và cái thứ hai nữa là trong thời gian ngắn thì cũng không thể tập được một số những cái bài của nhạc sĩ Phạm Duy, như là hát về Việt Nam các thứ, bởi vì mỗi người đều có những công việc riêng để làm việc, cho nên phải chọn những cái bài hát nào mà mọi người thuộc nhiều nhất để có thể đưa ra. Và hai cái bài đấy thì ban tổ chức nói là rất là phù hợp với cái đoàn biểu tình. Với cái kết quả có thể nói là rất khả quan về mặt truyền thông như vậy, vừa là truyền thông của Đức mà vừa là truyền thông mạng xã hội tải ra rất nhiều đối với các trang mạng xã hội của Việt Nam đó, thì trong tương lai anh nghĩ rằng là cái những cuộc biểu tình như thế này sẽ còn tiếp tục hay không, đặc biệt là trong cái tình hình căng thẳng vẫn còn, Trung Quốc vẫn còn ở cái khu vực thềm lục địa cũng như là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thưa anh? Tôi nghĩ là trong những cái thời gian tới sẽ có những cái cuộc biểu tình ở khắp nơi, đặc biệt là cũng có những cuộc biểu tình ở phía miền Tây Đức của các bà con sống ở vùng đó, bởi vì họ cũng sống rất là xa, thành ra không có thể tham gia được biểu tình trên này. Họ cũng sẽ tổ chức, và cái cuộc biểu tình này nó sẽ còn, cái dư âm của cuộc biểu tình này như tôi đã nói, nó sẽ lan sang các nước lân cận như là Séc và Ba Lan. Thì kiều bào bên đó cũng đã hỏi cái kinh nghiệm tổ chức ở bên này, và người ta thấy cái mô hình này rất là hay và mới, có thể ứng dụng được và lan tỏa cho tốt hơn. Ngay tại Đức thì tôi nghĩ rằng không phải chỉ cuộc biểu tình này là dừng lại, mà nếu con phía bên Trung Quốc còn căng thẳng nữa thì tôi nghĩ là cũng sẽ có những các cuộc biểu tình khác sẽ diễn ra trong tương lai gần đây. Trong cái thông báo, đây là thông báo số 4 mà tôi ghi nhận được ở trên
trang mạng đó, thì trong đó có một cái phần phần số 3 ghi rằng là khi biểu tình chỉ mang theo 3 loại cờ: cờ đỏ sao vàng, cờ châu Âu và cờ Đức như đã đăng ký với cảnh sát. Đó là 3 lá cờ mà mọi người đã xem thấy rất là nhiều ở trong cái đoàn biểu tình, đặc biệt là lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam trên các tà áo dài, áo thun, vân vân. Về vấn đề lá cờ, có lẽ là anh cũng thấy nó, anh hiểu có một cái khía cạnh là khi một cuộc biểu tình mà sẽ lan rộng ra trong tương lai, như anh nói là sẽ có các bà con ở Tây Đức với những cái vùng khác nữa đó, thì sẽ có những người với cái lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng với cái thông điệp là muốn đi chống Trung Quốc. Thì theo anh nghĩ là trong tương lai, nếu gặp những trường hợp mà có những người ở cái góc độ cờ vàng ba sọc đỏ muốn tham gia chung hoặc là muốn kết hợp chung để mà tổ chức biểu tình đó, thì anh nghĩ cái vấn đề đó như thế nào? Theo tôi nghĩ thì chúng ta là một cái dân tộc đã trải qua rất nhiều chiến tranh. Thì hiện tại thì những cái lá cờ mà chúng tôi dùng trong cái cuộc biểu tình này thì là đã đăng ký với phía Đức. Thì trong cái cuộc biểu tình này là sử dụng những cái lá cờ đấy. Thì hiện tại lá cờ màu đỏ sao vàng là lá cờ hiện tại là được các nước công nhận đấy là cờ của Việt Nam, về mặt ngoại giao cũng như về tất cả các lĩnh vực khác. Thế cho nên người ta mang cái lá cờ đỏ sao vàng thì cũng đúng trong cái bối cảnh hiện nay. Đối với phía tôi thì tôi có rất nhiều anh em bạn bè mà ở phía Tây Đức, họ cũng là phía mà cũng mang màu sắc cờ ba sọc. Thế nhưng mà tôi nghĩ là trong cái vấn đề này ấy, thì là khi mà tổ quốc lâm nguy ấy, thì là cái tinh thần thượng tôn dân tộc là cao nhất, cho nên mình phải đừng có cái ý đồ là phải cờ nọ cờ kia. Chúng ta hãy dẹp lên tất cả những các cái khúc mắc cá nhân để làm sao cho một cái đoàn kết bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Bây giờ cái vấn đề mà cờ thì cờ màu sắc ấy thì nó là cái vấn đề rất là nhạy cảm mà chúng ta trên mạng xã hội cũng như là nhiều phía cũng đã bàn tán rất là nhiều rồi về vấn đề là tại sao lại mang cờ nọ mà không mang cờ kia. Thế nhưng mà theo ý chúng tôi nghĩ là màu cờ nào cũng vậy thôi. Các bạn sống ở nước ngoài, các bạn có nhiều những cái chính kiến khác nhau. Nhưng khi tổ quốc lâm nguy thì cờ nào cũng vậy thôi. Tôi nghĩ là như vậy. Mà cái chính kiến cá nhân ấy thì khi tổ quốc lâm nguy thì chúng ta cũng nên gạt bỏ và làm được cái gì cho tổ quốc, làm được cái gì để khẳng định với quốc tế là người dân Việt Nam sống ở nước ngoài luôn luôn đồng lòng, ủng hộ và nói lên cho các bạn bè quốc tế đây là chủ quyền của Việt Nam. Thì tôi nghĩ cái đấy, cái ý nghĩa nó cao cả hơn rất nhiều là chúng ta bàn về tất cả những cái màu sắc của các lá cờ. Nhưng trong tương lai cũng có thể có mà hai bên ấy, có thể bàn bạc được với nhau ấy, để dẫn đến một cuộc biểu tình mà có cả hai màu cờ, thì tôi nghĩ chỉ có thể bàn được với nhau mà ngồi được với nhau để chúng ta làm chung một cái đấy, thì tôi nghĩ cũng là một cái giải pháp. Nhưng mà chúng ta cần phải gạt bỏ được tất cả những các cái hiềm khích cá nhân và đồng thời phải ngồi được nhau để bàn làm sao để cho cái cuộc biểu tình đấy và cái ý nghĩa của biểu tình đấy cũng như là cái kết quả của biểu tình đấy nó được công nhận. Chứ còn màu sắc cờ quạt rồi tất cả các thứ, tôi cho đấy là chỉ chuyển phụ thôi. Mà nếu chúng ta cứ xoáy vào đó, cái vấn đề đó để nâng cao quan điểm đi, tôi thấy là cái sự bàn bạc từ nhiều năm qua cho đến bây giờ nó cũng chưa đến hồi kết. Mà tôi nghĩ là không nên so sánh và mang cái vấn đề đây ra để bàn bạc. Bởi vì cái người mà anh chị em ở Đông Bắc Linh thì người ta hầu hết là người ta mang một cái màu sắc cờ mà chính thống đã được bạn bè quốc tế công nhận đây là lá cờ của Việt Nam.
thì người ta sử dụng cái đó. Anh là người ở lâu ở Đức rồi, có lẽ anh cũng nhớ có một đã từng có cái sự kiện này xảy ra trước đây chứ không phải là chưa. Không phải là Berlin nhưng mà là một thành phố khác ở Đức cũng có trong một cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc và đã có nhìn thấy hai lá cờ, cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ của những người tham gia biểu tình. Và lần đó nó đã xuất hiện như vậy. Không biết là anh có nhớ cái sự kiện đó hay không, và anh cho một tôi vài có, ý kiến. Tôi có nhớ cái sự kiện đấy, hình như là xảy ra ở München hay là Düsseldorf gì đó. München thì phải. Có một lần thì có một cuộc biểu tình cũng chống Trung Quốc mà mang màu sắc hai lá cờ. Và tôi cho đấy là một cái sự thành công của người ta, mà các người ban tổ chức hai bên có thể kết hợp được với nhau để làm. Có nhiều những cái nguồn tin, có nhiều những các cái comment hoặc là phê phán là tại sao lại thế, nhưng mà tôi nghĩ là khi để hòa hợp dân tộc thì tôi nghĩ là cái vấn đề màu sắc không cần thiết nữa. Mà trong tim chúng ta có cái gì? Mỗi một người dân sống ở nước ngoài, bất kể là anh mang một cái màu sắc lá cờ nào đi chăng nữa, thì khi tổ quốc lâm nguy thì người ta đều hướng về tổ quốc và người ta nghĩ này là phải bảo vệ cái đất nước mà hiện tại đang bị ngoại bang xâm chiếm. Thì cái lúc đấy người ta đứng được với nhau thì tôi thấy đây là một cái sự rất là mừng. Mà tôi nghĩ là nếu như trong tương lai mà tất cả các bạn đều có thể ngồi được với nhau, đứng được với nhau để làm được những cái cuộc biểu tình nó vĩ đại hơn, thì tại sao chúng ta không nghĩ tới điều đó? Nguyên ủy của cuộc biểu tình áo dài vì hòa bình, cũng như là rất nhiều cuộc biểu tình trong thời gian hiện nay gần đây trong các cộng đồng của người Việt ở nước ngoài, là chính là cái tình hình căng thẳng do Trung Quốc gây ra khi đưa tàu vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Anh cho biết ý kiến của anh về cái tình hình căng thẳng đó, thưa anh. Cái tình hình căng thẳng hiện tại là nổi cộm nhất ấy, là ở Biển Đông. Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn đại cục ra là Trung Quốc hàng ngàn năm nay muốn xâm chiếm Việt Nam bằng mọi hình thức. Người ta phía bên Trung Quốc ấy, thì tạo rất nhiều điều kiện để có thể dạy dỗ thế hệ sau, như là in sách giáo khoa sai, hạ đồng tiền nhân dân tệ, rồi làm bằng mọi cách để làm ảnh hưởng nền kinh tế của Việt Nam, làm cho Việt Nam suy yếu, làm cho Việt Nam bị phân tán trên mọi lĩnh vực, chứ không chỉ riêng ở Biển Đông. Cái Biển Đông là nổi cộm thôi. Thế nhưng mà về lâu về dài thì tôi nghĩ là họ cũng sẽ không từ bỏ cái ý định đấy. Hôm nay giàn khoan rút thì họ sẽ làm việc khác để có thể tạo mọi điều kiện mở rộng cái vùng tranh chấp ở Biển Đông để họ coi đó là cái họ được quyền. Nhưng mà khi mà họ lấn vào cái thềm lục địa của Việt Nam và cái quyền nơi mà quyền chủ quyền của Việt Nam và vùng lãnh hải của Việt Nam, thì tất cả bên ngoại giao, giới chính khách của Việt Nam cũng như là ngay cả những các cái nước trên thế giới như Mỹ, Úc, châu Âu cũng đã lên tiếng để nói chung là ủng hộ với Việt Nam về những cái vấn đề bảo vệ chủ quyền. Thì tôi nghĩ là cái cuộc chiến đối với cái một anh bạn láng giềng như thế, lâu đời như thế mà luôn luôn có dã tâm như thế, thì là cả một cuộc chiến đấu lâu dài, không phải chỉ một thế hệ chúng ta đang phải, mà con cháu chúng ta cũng phải hứng chịu. Cho nên cái thế hệ chúng ta làm được những vấn đề gì đấy thì chúng ta nên làm. Vừa qua thì Phố Bô Sa TV đã có dịp phỏng vấn ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cường, liên quan trực tiếp tới vấn đề này. Và liên quan tới một cái khía cạnh rất cụ thể, đó là nhiều người Việt, kể cả trong nước lẫn ngoài nước, trong đó có những người tin vào cái đối sách của Việt Nam, nhưng ngược lại cũng có những người cho rằng là Việt Nam đã hiện nay vẫn còn rất là nhún nhường, chưa có cứng rắn đối với lại những cái hành động của Trung Quốc.
thì ông Nguyễn Quốc Cường cũng đã có dịp trả lời. Thì anh có thể cho biết cái ý kiến riêng của anh về cái vấn đề mà cái các đối sách của Việt Nam, cũng như là cái ý kiến của anh về cái phát biểu, về cái trả lời của ông Nguyễn Quốc Cường vừa qua nó như thế nào thưa anh? Thưa anh, là chính phủ Việt Nam đã rất là khôn khéo và mềm mỏng đấu tranh trên lĩnh vực ngoại giao. Bởi vì chúng ta thường nghĩ là Việt Nam đã trải qua rất nhiều các cuộc chiến tranh qua nhiều thế kỷ, hàng nghìn năm Trung Quốc đô hộ, rồi bao nhiêu những các cái cuộc chiến tranh khác đổ máu cho dân tộc, thì mỗi một cuộc chiến tranh thì phần bại đều ở phía nhân dân, có nghĩa là dân sẽ chết chóc. Khi cái chính phủ quyết định một cái vấn đề là đấu tranh bằng mọi hình thức ngoại giao mềm mỏng, không phải lúc nào chúng ta cũng cứng rắn để nổ súng, thì cái điểm đấy tôi cho là cái điểm mà hiện nay cả thế giới đang nhìn thấy Việt Nam đang có một cái chiến lược và chính sách rất là tốt. Chúng ta chưa từng nói là cái tương quan lực lượng giữa Trung Quốc và Việt Nam nó khác nhau. Thế bây giờ phía Trung Quốc cũng chỉ cần đôi giờ người ta đang gây hấn và chỉ chờ phía Việt Nam nổ súng trước, thì họ sẽ dùng chiến tranh. Và cái điều đấy leo thang ở mức độ căng thẳng bây giờ, cũng như là chỉ cần như quả bóng bơm quá căng rồi, chỉ cần một cái kim chích vào sẽ nổ tung. Mà cái cuộc chiến mà ở trên biển ấy là rất là tai hại, vì lúc đó tất cả nước đều phải dành cho cuộc chiến tranh đấy, đổ vào sức người, sức của, máu sẽ đổ. Một cái đất nước trải qua chiến tranh lâu năm rồi bây giờ giữ được hòa bình như vậy, thì cái hòa bình nó quý ghê lắm. Nó không phải là mỗi một lúc mà chúng ta thấy sự hiềm khích đấy mà chúng ta có thể phải nổ súng hoặc là phải cứng rắn bằng biện pháp quân sự. Cái đấy chưa tới lúc chúng ta làm. Mà tôi nghĩ rằng ấy, hàng nhiều ngàn năm lịch sử người Việt Nam chưa chịu khuất phục. Thì tôi nghĩ là đến cái lúc cần nổ súng thì tôi nghĩ là cũng rất nhiều người, rồi giới trẻ cũng dám hy sinh về Tổ quốc để bảo vệ cái chủ quyền của Việt Nam. Nhưng hiện tại cái phương pháp mềm mỏng để sử dụng đấu tranh với Trung Quốc trên từng mặt trận, ngay cả những cái cuộc biểu tình ở nước ngoài cũng thế thôi, để cho các giới chính khách, để cho các giới chính trị các nước quan tâm và ủng hộ Việt Nam trên trường quốc tế bằng phương tiện ngoại giao, thì tại sao chúng ta đang có những các cái lợi thế và có những các cái sự ủng hộ như thế, chúng ta không lợi dụng? Nói là lợi dụng nhé, mà chúng ta nên tập trung vào tận dụng những các cái lợi thế của Việt Nam. Chứ còn để mà gây hấn rồi dùng những biện pháp cứng rắn thì đấy là bước đường cùng chúng ta mới phải sử dụng đến. Mà tôi cho là phương pháp mềm mỏng rồi dẫn đến tất cả những cái cuộc đàm phán, rồi là dùng sức ép của phía ngoại giao các nước đối với Trung Quốc, là hiện tại là không thiếu những cái nhà báo và những nhà nghiên cứu bình luận đã nhận thấy những cái điều này, là Việt Nam đang có cơ sở rất là mềm mỏng và rất là tốt, và Việt Nam cần phát huy, chứ không phải lúc nào cũng có thể bằng vũ trang, bởi vì cái đấy nó quý với dân tộc ta lắm. Chúng ta đã trải qua nhiều chiến tranh rồi, mà khi một đất nước gây ra chiến tranh thì tôi nghĩ là anh Nguyễn Quốc Cường nói cũng rất đúng thôi. Chúng ta còn thời gian đâu nữa, còn tâm trí đâu nữa để xây dựng một cái đất nước nó phát triển. Và thêm một cái phần nữa là tất cả những cái nhà đầu tư nước ngoài người ta cũng sẽ chạy hết, bởi vì không ai muốn đầu tư vào một cái đất nước mà có chiến tranh như vậy cả. Mà trong khi chúng ta đang có lợi thế là tất cả các bạn, rồi tất cả các nhà đầu tư ở nước ngoài bỏ tiền, bỏ của đầu tư vào nước chúng ta rất là lớn. Mà bây giờ xảy ra chiến tranh thì là sẽ mất hết tất cả. Họ cũng sẽ rút đi chứ. Ông bà chúng ta nói là miếng ăn tìm đến, miếng đòn tìm đi, thì họ cũng sẽ rút đi, bởi vì đầu tư vào một nước chiến tranh họ không mang lợi gì cả, và cuối cùng là dân ta sẽ mất hết tất cả. Đấy. Cứ đánh thắng xong trước chưa biết thắng ai hay không, nhưng mà lại là cứ đến một cái vùng mà xảy ra chiến tranh thì là những cái gì đang xây dựng, những cái gì đang có đà phát triển thì là
sẽ bị tụt hậu và sẽ dừng lại ở đó và có khi còn tàn khốc hơn nữa. Khi Phố Bosa TV hỏi ông Nguyễn Quốc Cường là giới hạn của Việt Nam ở đâu khi mà Trung Quốc cứ tiếp tục tìm cách lấn tới, thì ông Nguyễn Quốc Cường trả lời rằng là trong ngoại giao khôn khéo ở chỗ là có bài thì có thể công khai được, có bài thì chưa không công khai được. Anh nghĩ sao về trả lời đó? Tôi nghĩ đấy là chính sách của tất cả các nhà ngoại giao, thì họ có nghề làm nhà ngoại giao thì họ cũng đúng thôi. Bởi vì ngay cả trong cái vấn đề không phải ngoại giao mà ngay cái vấn đề nếu xảy ra chiến tranh chẳng hạn, thì chúng ta cũng không bao giờ tung những đòn chủ lực ra đầu tiên cả. Là chúng ta phải có thắc thích bài nào đi trước, bài nào đi sau. Đấy. Thì trong vấn đề ngoại giao cũng thế thôi. Họ có những nhà ngoại giao thì họ là những chuyên gia về cái vấn đề đó, thì họ cũng có, tôi nghĩ họ cũng có sách lược của họ. Mà chúng ta không phải là nhà ngoại giao thì nhiều người nói chung là cái sự nôn nóng của kiều bào ở nước ngoài cũng như là của rất nhiều người thì cũng muốn giải quyết cho nó chóng vánh, cho nó xong. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng cái gì nó cũng phải có lộ trình của nó. Thì có những cái bí mật có thể tung ra, có những cái người ta chưa thể tung ra được, bởi vì làm cái gì cũng phải tung thời điểm ra đúng lúc thì nó mới có kết quả cao. Thì tôi cho là phía bên ngoài mình là những người công dân bình thường thì cũng có thể không hiểu được hết là họ có những bài gì mà chưa tung ra, chúng ta phải chờ đợi thôi. Bởi vì chúng ta không phải là những nhà chuyên gia về ngoại giao. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái vấn đề ngoại giao này thì là người ta nói cũng đúng thôi. Ví dụ như là đánh cờ, anh đánh cờ cũng vậy. Anh phải có những nước rất hiểm, anh phải chờ đối phương đi sơ hở, rồi anh mới đưa quân cờ chiếu tướng. Thì tôi nghĩ là đúng thôi. Xin cảm ơn anh Cường rất nhiều đã có những chia sẻ của ngày hôm nay. Có lẽ là cái vấn đề trong những ngày tới thì tình hình căng thẳng sẽ vẫn còn tiếp tục khi mà tàu Trung Quốc vẫn còn ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và như vậy thì cũng sẽ còn có những cuộc biểu tình của người Việt ở nước ngoài đây đó khắp nơi. Trong góc độ của một nhà báo cũng là một thành viên trong cộng đồng người Việt ở Berlin, anh có điều gì chia sẻ với những người Việt ở khắp nơi thưa anh? Cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi. Tôi có một cái điều chia sẻ tới tất cả các đồng bào, những kiều bào như tôi đang sống và làm việc ở nước ngoài. Thì tôi cũng muốn nói là các bạn hãy xuống đường, biểu tình, dùng sức mạnh phần mềm của mình để góp công làm cho tất cả. Đấy là cái sức mạnh phần mềm, đấy là cái lối ngoại giao mà chúng ta mỗi người con dân nước Việt khi mà tổ quốc lâm nguy đều tìm cái cách để bảo vệ tổ quốc riêng của mình. Mà chúng ta ở nước ngoài thì chúng ta cũng nên bỏ tất cả những cái hiềm khích cá nhân, đứng về một mối để cho khối đoàn kết nó mạnh hơn, và nói lên tiếng nói của người dân nước Việt tại hải ngoại, kêu gọi bà con biểu tình, viết những cái lá đơn, trưng cầu ý kiến, ngay cả đối với các nhà ngoại giao của nước sở tại, để họ có những cái chính sách ủng hộ Việt Nam và yêu cầu phía Trung Quốc làm theo các luật pháp quốc tế, tôn trọng cái chủ quyền của Việt Nam theo cái công luật biển và công ước quốc tế. Thì đó cũng là những cái góp công nhỏ của kiều bào để hướng về cái việc mà bảo vệ chủ quyền của đất nước, tránh cái sự xâm lăng của Trung Quốc. Dù nhiều dù ít thì cái tiếng nói của Việt kiều bào ở nước ngoài cũng rất là quan trọng, chứ không phải như người ta nói là các bạn cũng chỉ có thể đi biểu tình nhưng mà không ai chú ý đến đâu. Tôi cho là cái sự chú ý của giới báo chí vừa rồi đối với cái cuộc áo dài lan tỏa rất là mạnh, và người ta cũng đã, những nhà báo của Đức cũng đã nói là trước kia, tôi nhắc lại một điều là trước kia báo chí Đức chưa hề đưa tin về cái sự gây hấn Biển Đông của Trung Quốc căng thẳng như thế nào, nhưng chỉ vì cái đoàn biểu tình áo dài này mà họ đã phải động đến vấn đề này một cách nghiêm túc. Thì tôi cho đấy là một sự thành công mà các bạn nên lan tỏa. Và tôi muốn nói với bà con là những việc làm của chúng ta đều có ý nghĩa.
Cảm ơn. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Buổi nói chuyện của Phố Bosa TV với nhà báo Phạm Mạnh Cường từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức tới đây sẽ tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại trong những lần tới.